Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị. Video này mình muốn trò chuyện một tí về cái đề tài là tại sao có một số quý vị nha, đây mình không phải nói là hết tất cả mọi người thì nên mua cái bảo hiểm nhân thọ hả quý vị. Khi mà mình đang lãnh tiền SSI Tại sao mà có một số quý vị nên mua bảo hiểm nhân thọ nha. Khi làm việc mình thấy có một số quý vị muốn mua cái bảo hiểm nhân thọ hoặc là mình có, mình sợ mình không dám nộp cho SSI. Bởi vì SSI quý vị thấy có cái sự giới hạn về tài sản là 2.000 đồng cho độc thân, 3.000 đồng cho đôi vợ chồng. Thì mua cái bảo hiểm nhân thọ này đó, mình cũng có chia sẻ một số video liên quan đến bảo hiểm nhân thọ có ảnh hưởng đến SSI hay không. Và SSI nó có cái Medicaid đi cùng. À, mình muốn nhìn cái mức giới hạn tài sản cho SSI hay quý vị. Thì có một số tiểu bang thì có cái sự giới hạn, rất nhiều tiểu bang giới hạn tài sản cũng giống như là cho chương trình Medicaid đó. Cũng giống như là SSI ở con số 2.000-3.000 đồng như vậy luôn đó khi mình mua bảo hiểm nhân thọ quý vị thấy ai cũng vậy thì khi mà qua đời thì mình bị giới hạn cái mức tài sản như vậy nha cái mức 2.000 3.000 đồng này đó liên quan đến tài sản sinh xã hội không có tăng lên nhiều năm rồi mấy chục năm rồi khi mà họ nếu mà họ tăng theo cái mức lạm phát đến thời điểm hiện tại thì quý vị cũng nghe những cái đề nghị nói rằng là nên tăng lên 2.000 tăng, tăng lên thành 10.000 3.000 tăng lên thành 20.000 vân vân thì nếu mà tăng lên ở mức đó đó thì ví dụ chẳng hạn như uh, vợ chồng đi đang lãnh SSI mà đang bị giới hạn 3.000 đồng như vậy mà tăng lên 20.000 đồng thì tất nhiên là có thể là có một phần tiền dự trữ nếu mà một người qua đời thì ít nhiều thì cái phần này cũng hỗ trợ về lo về cái sự việc tang lễ với không quý vị nhưng mà giới hạn 2.000 đồng 3.000 đồng như vậy thì rất khó để mà ví dụ như vợ chồng đang lãnh SSI bị giới hạn như vậy thì mình không có những cái tài sản ở đâu khác hết khi mà qua đời một người qua đời thì sẽ có thể là cái gánh nặng cho người kia để mà lo cái sự việc liên quan đến tang lễ Tất nhiên là có thể là một số vị có người thân hỗ trợ rồi nhưng mà nếu mà mình chỉ có hai vợ chồng thôi thì sao trong sự việc này đó, thì tất nhiên là phải cần những cái từ những cái nguồn hỗ trợ khác để mà uh, liên quan đến sự việc tang lễ như vậy ha thì nếu mà mình có cái bảo hiểm nhân thọ để mình dùng một con số mình hay thường dùng một con số 100 trăm ngàn để làm ví dụ mà có thể mình có cái bảo hiểm nhân thọ ít hơn 20 ngàn hay 30 ngàn, 50 ngàn gì đó tùy theo à, uh, mình mua ở con số nào ha. Thì nếu mà có cái bảo hiểm nhân thọ như vậy thì tất nhiên là có thể là lo cái sự việc này phải không quý vị, không những uh, chẳng những tình trạng vợ chồng mà nhiều vị độc thân lẫn SSI cũng vậy. Nếu mà có cái cái uh, cái bảo hiểm nhân thọ hoặc là có một số vị có cái bảo hiểm chung cất cuối đời đó thì cũng hỗ trợ được để mà lo cái phần uh, uh, những cái, cái cái hóa đơn cuối đời của mình như vậy uh, đã là gánh nặng cho uh, người khác hơn ha cái khác nữa là không phải chỉ là liên quan đến chi phí tan lễ thôi ví dụ như là vợ chồng đi nhưng mà có thể có những cái chi phí khác nữa phải không quý vị à, mình à, lấy cái ví dụ chẳng hạn như vợ chồng lãnh SSI thì cái mức tối đa của vợ chồng cái mức liên bang ha à, năm nay 2024 thì có thể lãnh được 1.415 đồng một tháng mức tối đa ha tất nhiên là tùy theo mình ở tiểu bang nào có thể được bổ sung thêm à, cái phần của tiểu bang ha quý vị nhưng mà mình dùng cái ví dụ như vậy nha tuy nhiên khi mà một người mất đi đó thì cái thu nhập nó bị giảm đi phải không bởi vì còn có một người lãnh thôi thì một người lãnh mà mất tối đa chỉ là 943 đồng một tháng thôi khi mình làm việc mình thấy có một số quý vị À, nằm trong trường hợp như vậy vợ chồng đang hai người đang lãnh ở cái phần tiền như vậy nha rồi mình có những cái chi phí khác những những cái nợ nần khác chẳng hạn như là nhà hay là xe hay là nợ cá nhân vân vân ha thì khi mà một người mất đi là quý vị thấy cái tiền này cái thu nhập có nghĩa là bị giảm lại rồi một phần rồi phải không quý vị là chỉ còn có bao nhiêu đây cho người kia còn lại thôi tránh vác cái tang lễ rồi những sự việc khác những chi phí khác nữa Đã, thì có thể là khi mà mất đi cái thu nhập này đó thì có thể là khó để mà đối phó với những cái chi phí vẫn còn tồn tại ha thì khi mình có cái bảo hiểm nhân thọ ở những cái con số nào đó mình mua đó mà ví dụ như lo tang lễ rồi mà có dư thì mình có thể trả cho những cái nợ này ví dụ như là nợ xe đi trả cho nợ xe nợ nhà trả cho nợ nhà tí xíu nữa mình sẽ đi đến cái phần mà chắc quý vị cũng đang uh, nghĩ đang có câu hỏi một số vị câu hỏi hỏi rằng ủa uh, bộ mua bảo hiểm nhân thọ được sao nghe nó mua bị cắt mà ha thì tí xíu nữa mình sẽ đi lại cái đó để cho quý vị nào chưa biết có thể uh, được cập nhật thêm ha thì những cái chi phí khác mà mình trả vào như vậy đây là những cái tài sản mà ngoại lệ chẳng hạn như là nhà, xe. Nhà và xe thì không có tính vào cái mức giới hạn tài sản 2.000, 3.000 đồng. Vân vân. Thì nếu mình có những cái cái nợ còn trong như vậy mình có thể trả hoặc là những chi phí những nợ nần cá nhân, mình có thể trả những món nợ đó hay là những cái sự việc gì đó mà trong nhà liên quan đến ờ những cái cái uh, cái sự tốn kém trong nhà chứ không phải là cái phần tiền này đó là mình lãnh từ cái bảo hiểm nhân thọ rồi mình cho ai thì cái đó là không có đáp ứng được cái điều kiện nha à. thì có thể là sẽ bị mất cái SSI của mình có nghĩa là người còn lại mà lãnh thì có sẽ bị mất các quý vị thì mình có thể sử dụng vào những cái sự việc như vậy nè, thì đỡ cái gánh nặng hơn uh, khi mà một người còn lại như vậy. Ha. Nếu mà người mà qua đời đó, người vợ hay người chồng qua đời mà sử dụng dịch vụ Medicaid nhiều quá thì sao? Nếu mình có căn nhà hay xe thì tùy theo tình trạng không quý vị, nếu tình trạng vợ hay chồng vẫn còn sống thì họ không thể thu hồi di sản vào đó. Nhưng mà cái bảo hiểm nhân thọ thì sao? Ví dụ như để lại 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 200.000 gì đó rồi có chi phí tang lễ không có tốn kém nhiều như vậy, cái phần còn lại thì đặc biệt là Medicare đó. Trong cái phần của SSI khi mình nộp cho SSI thì mình cũng có cái Medicare luôn. Họ có thể nhắm vào để mà thu hồi cái phần tiền để lại trong cái bảo hiểm nhân thọ không? Thì chắc nhiều quý vị cũng biết rằng là họ không có thể làm như vậy được nha. Dạ, không có uh, cái họ không có mà uh, được Uh, có cái quy định nào mà thu hồi tài sản trong cái phần uh, bảo hiểm nhân thọ được hết ha? Thậm chí có một số quý vị đó thì có cái bảo hiểm nhân thọ, rồi mình có thể là mình có những cái hoạch định khác là khi mình có nguồn tiền như vậy mình sử dụng vào cái này vào cái kia để mà cho hợp điều lợi với xã hội để không bị ảnh hưởng hả quý vị. Alright, mình muốn nói về cái bảo hiểm nhân thọ khi mà quý vị đó mua bảo hiểm nhân thọ thì mình cũng thường chia sẻ là có hai loại thường thường có hai loại một cái là kỳ hạn đó. kỳ hạn nó cũng giống như bảo hiểm xe của mình vậy đó ví dụ như mình trả mỗi tháng hay là mỗi 6 tháng mỗi một năm cái tiền là bao nhiêu đó ví dụ như là một ngàn đồng đi nhưng mà mình cho ví dụ như là mình mua một năm mình đóng một ngàn mà nguyên một năm mình có cái bảo hiểm này không có bị tai nạn gì hết hay là đền bù với xe mình hết thì tất nhiên là cái 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 phí mà mình đóng như vậy nó mất luôn ha quý vị thì bảo hiểm kỳ hạn cũng vậy bảo hiểm kỳ hạn mình có thể mua theo kỳ hạn mình chọn 10 năm 20 năm vân vân rồi cái giá tiền mình trả mỗi tháng là bao nhiêu bao nhiêu như vậy đó thì ví dụ như mình mua cái bảo hiểm này năm năm ngàn đi thì khi qua đời thì năm 000 ngàn này sẽ để lại cho ai đó mình cũng thường chia sẻ một số quý vị uh, một số video với quý vị rằng đó nếu mà để lại cho một người khác ví dụ như vợ chồng để lại cho nhau mà người uh, đang lãnh SSI luôn để lại cho người lãnh SSI luôn thì hãy nên có cái hoạch định gì khác để mà sử dụng một số tiền này nhé nếu tàn lễ xong mà số tiền còn dư mà không sử dụng cái gì hợp lại thì sẽ bị giới hạn bị tính vào cái mức mà giới hạn 2.000 đồng uh, độc thân như vậy ha bởi vì một người kia qua đời thì còn có một người thì cái sự giới hạn tài sản là 2.000 đồng nha. Mà nếu mà ví dụ như tang lễ là 30.000 thì còn 20.000 lại trong 50.000 này đó mà không biết sử dụng gì hết thì ảnh hưởng đến SSI ha. Đà, thì mình mua cái kỳ hạn đó, kỳ hạn nó không có tích lũy cái tài sản theo thời gian. Có nghĩa là mình mua cái phí bảo hiểm bao nhiêu mình đóng. Nếu mà cái người mà được ấn bảo hiểm qua đời thì sẽ đền còn không ấn thì mất hết cái tiền đó còn mua cái bảo hiểm mà chọn đời thì thường thường cái bảo hiểm chọn đời cái phí nó cao hơn nó mắc hơn mặc dù nó ấn cái tiền mà đền cũng có thể là bằng ngang bằng với cái bảo hiểm kỳ hạn luôn nhưng mà chọn đời tại vì nó có cái phần là tiết kiệm trong đó có nghĩa là cái tiền mình đóng vào hàng tháng ví dụ như là mình đóng mình dùng con số là 100 đồng một tháng đi ha thì cái phí bảo hiểm có thể là 50 đồng hay là 80 đồng 70 đồng gì đó thì còn hai chục đồng đó mới vào cái quỹ tiết kiệm tùy theo cái bảo hiểm mình mua có những cái sự đầu tư gì trong đó thì cứ mỗi lần mình đóng như vậy đó thì cái tiền mà còn lại để mà tiết kiệm trong cái phần này đó thì có thể là sau này sẽ trả cái phí cho bảo hiểm này luôn là có thể mình đóng một thời gian mình không cần đóng nữa tại bởi vì cái tiền đó mà được tiết kiệm uh, theo thời gian trong tương lai đó và cái sự tăng của nó thì có thể là nó đến cái mức nào đó mà mình không không cần đóng nữa nó vẫn còn uh, chạy hoài ha và khi mình không muốn giữ nữa tại cái bảo hiểm là tròn đời mà ví dụ như mình mua năm 10 năm mà cái này tích lũy theo thời gian có thể là được vài ngàn đi mình muốn rút ra thì mình có thể rút ra thôi đó. thì đó khi mình mua cái bảo hiểm như vậy đó thì an sinh xã hội sẽ nhìn Medicare cũng vậy nhìn nếu mà cái phần tiết kiệm trong đó khi nào mà nó vượt lên từ một ngàn rưỡi đó trở lên có nghĩa là trên ngàn rưỡi đi ha thì cái đó sẽ được tính vào những tài sản khác mình có rồi xem của mình là độc thân hay là mình vợ chồng thì xem coi là có vượt quá cái mức mà giới hạn tài sản 2.000 đồng, 3.000 đồng hay không nữa. Nếu mà vượt quá là mình sẽ bị mất cái SSI, cái Medicaid của mình hả quý vị? Thì đây mình nói tại sao là nên mua bảo hiểm nhân thọ khi đang lãnh tiền SSI bởi vì một số quý vị thì ai cũng vậy. Ai cũng phải là có cái ngày cuối đời mà khi mình lãnh SSI mình bị hạn chế bởi cái mức giới hạn tài sản là 2.000 đồng, 3.000 đồng. Khi mình làm việc mình thấy có nhiều quý vị không có biết hoặc là rất khó để mà hoạch định và cái phần tài sản mình bị giới hạn như vậy thì rất khó để mà lo cái tang lễ uh, cuối đời ha. Thì đây là vài cái mình muốn chia sẻ về cái đề tài này. Để những quý vị nào xem coi tình trạng của mình có nên mua hay không. Đặc biệt là một số quý vị mà ví dụ như không có những cái sự hỗ trợ gì khác. Ở thời điểm cuối. Thì bảo hiểm nhân thọ hoặc là bảo hiểm trung cấp vân vân là một trong những cái mà một số quý vị áp dụng vào để cho mà giảm bớt gánh nặng cho người còn lại ha quý vị. Alright. Đó là về cái đề tài này, có gì mình sẽ trả lời những video sau. Chào quý vị.